Theo em thì thời điểm nào là tốt nhất để đầu tư? Thời điểm, chắc là thời điểm nào mà được làm sếp như sếp ấy ạ. Sao em không chịu cố gắng? Với lãi đơn, sau 20 năm đầu tư bạn sẽ có lãi là 2.000 đô la Mỹ. Còn với lãi kép, sau 20 năm đầu tư bạn sẽ có 5.700 đô la Mỹ. Đến đây thì bạn biết mình nên đầu tư theo hình thức nào rồi đúng không? Một chuyên gia đã từng nói rằng là nếu muốn làm giàu thì bạn cần phải biết cách bắt đồng tiền làm việc cho mình. Và đừng lo lắng khi mà số vốn của mình lúc đầu còn khá ít ỏi, bởi sức mạnh của lãi kép không phải là tiền mà chính là thời gian. Nguyên lý lãi kép có thể áp dụng trong mọi kênh đầu tư, từ ngân hàng, vàng đến chứng khoán. Và nếu khẩu vị rủi ro của bạn lớn, đầu tư lãi kép trong chứng khoán cũng là một lựa chọn không tồi. Trên sàn chứng khoán ấy thì cái volume tối thiểu để mua là 100 cổ phiếu. Do đó là tất cả những mã mà có mệnh giá từ trên 10 trở lên thì chỉ cần tốn vài triệu để mua 100 cổ phiếu thôi. Mới bắt đầu tham gia thị trường chứng khoán thì theo tôi thì nên bắt đầu bằng cái việc là mua những cái cổ phiếu mà mang tính phòng thủ an toàn. Ví dụ như là những ngân hàng của nhóm Big Four. Khi nào mà nhà đầu tư đã có cái tích lũy được cái kinh nghiệm nhất định, như là biết đọc báo cáo phân tích tài chính, là biết phân tích kỹ thuật, biết phân tích tin, thì lúc đó mới nên là mở rộng ra từ 3 đến 5 mã. Có một điều chắc chắn là không thay đổi, đó là càng trẻ chúng ta đầu tư sẽ càng lãi và bỏ ra vốn sẽ càng ít. Vì vậy chúng ta phải đầu tư ngay từ bây giờ. Các em đã hiểu chưa? Em hiểu rồi ạ. Tôi làm được. VPBank Diamond, tầm nhìn quyền năng.